Vâng, trước ống kính chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một bộ ba, một bộ chơi cây mai chiếu thủy ở giữa và hai cây tùng la hán hai bên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tùng la hán trước. Đấy, đây là cây thứ nhất bên này đi anh Hiệp ơi. Đây là hợp tác xã chúng tôi đã phối cảnh trưng bày là bộ ba này, hai cây mai ở giữa và hai bên là hai cây tùng. Nếu bác nào mà có thể hôm nay chiều nay hoặc ngày mai có thể xem cây của bác cung cấp đối tinh mà đủ duyên thì sẽ điểm này. Các bác nên chọn bộ ba này rất hợp lý. Bác xin ạ. Vâng. Cây thứ nhất nhá, chúng ta nhìn cái bệ dưới. Đây là một cây tùng la hán này. Bệ rất to. Anh là được 54 bác ạ. Rồi. Anh được 54. Chiều cao là được 63. Tỷ lệ vàng đây này. Tùng La Hán là tiêu chuẩn này là tỷ lệ vàng này bác ạ. Chiều cao được từ mặt chậu lên là được 68 đây. Thì lấy vàng đấy. Tàn là được 1 mét. Tàn là được 1m08. Đây là một cái cặp đối xứng rồi. Tôi đứng tôi ngắm hai cây này rất giống nhau. Mà chậu cũng giống nhau hệt rồi, cùng loại rồi. Đấy. Chiều cao, rộng tán, đường đi của thân, bệ, tôi thấy nó tương đồng nhau lắm. Và cái này thì giá bao nhiêu anh ơi? Chúng ta được về nghe là 30 triệu. 30 triệu một cây đấy. Vâng. Và đây giới thiệu anh các bác, đây là toàn bộ dưới này là cây bèo ấy nhé, bèo để hợp tác xã ủ để cho mát cây. Và bèo lục bình, dễ bèo lục bình, nó giữ được ẩm. Đẹp lắm bác ạ. Nhà có bộ ba này mà chơi là cũng mỗi lúc công tác về là đấy, bộ ba hai cây tùng hai bên và cây mai chiếu thủy ở giữa nhé. Và chúng ta di chuyển đến cây mai chiếu thủy đây. À, tôi quay qua luôn cái cây đối diện bên này, cây tùng trong cặp đôi đối xứng để chúng ta xem luôn đây. Vành một cây tùng này đo sát gốc để bác sinh này. Vâng. Được 62. Chiều cao là 68. Tàn là được 1m18. Đây những cái đầu này bác này đã thu hết rồi, anh em nó làm cái này hàng chục năm rồi bác. Rồi. Đã về hết rồi. Liền được những cái sẹo như thế thì quá đẳng cấp nhỉ. Gốc bồ ngọn chỉ. Và như vậy là cây này cũng giá 30 triệu anh. Cặp đôi là 60 triệu. Chúng ta di chuyển đến cây mai chiếu thủy ở giữa này. Đo chỗ Trần Hiệp, Trần Hiệp đo thước chỗ này là được 90 bác sinh nha. Và hòa hợp quá.
chiều cao là được 70. Tàn được 80. Và đây là cái mai lá lớn. Tất cả chạy hết. Độ chôn của cái mai này thì phải nói là vô địch. Các cái đầu này bác Sinh không có lại thu hết rồi, bác Sinh nhìn này, đầu bên này. Rồi, liền sẹo. Mịn tít rồi. Liền sẹo. Chân su nó như một quả núi sừng sững. Và cây mai này giá bao nhiêu anh ơi? Mai này giao lưu với anh em là 25 triệu. 25 triệu. Cả cái bộ này, bộ ba là bằng 85 triệu. Rồi. Hai cây tùng 60, cây mai là 25. Rồi. Vâng, và chúng ta giao lưu với hợp tác xã qua hai số điện thoại của anh Trần Hiệp và Trần Hoài. Và chúng ta đến với một cây đào tiên bonsai. Và ăn một quả đào tiên thì trường sinh bất lão đây. Hoa này bác. Cũng là cảnh tiên đấy. Hoa này. Cái này năm ngoái trổ được vài quả rồi các bác ạ. Nhưng trổ để chơi thôi nha các bác nha. Rồi. Thân thì già lắm. Cái này cái hoành đo chỗ này là 29 cm. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu lên đến đỉnh là 76. Tàn 105. Giao lưu với anh em là 4,4 triệu. 4 triệu thôi nha, nói hơi bịp. Tức là giá 4 triệu. Vâng, 4 triệu. Vâng, vâng. Rồi, chia tay với cây đầu tiên, anh em chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy, dáng trực. Có cái cành xà cũng hấp dẫn đấy. Đấy. Báo giá luôn nhé bác chị. Rồi. 3,5 triệu. 3 triệu rưỡi. Dạ. Tốt quá mà, chơi cây này rất già rồi đấy. Đây. Già mốc hết cả đây. Hoa thơm ngát, đã trùng. Quay bên kia cái, quay bên kia sang bên này nữa. Đây, phía ngược lại nhé, các bác xem. Giá 3,5 triệu. Được, chơi được. Quá được. Hay đấy. Vành đo chỗ này là được 10 cm này. Vâng. Cao từ mặt chậu lên đến đỉnh là 43. Tàn đổ là 54. Giá báo anh em 3 triệu rưỡi. Và chúng ta tiếp tục di chuyển đến chỗ này, tôi thấy có 3 cây hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch này. Cây thứ nhất đây. Rất là quái nha, cái phần dễ làm thân. Cây này thì đa số là những cây hoa màu tím ghép cẩm thạch. À, nhưng mà người ta ghép được nhiều loại hoa lắm rồi anh ạ. Tôi để ý có những nhà vườn ghép 3-4 loại hoa trên một gốc giấy Mỹ lá cẩm thạch này. 3-4 màu. Cây này có cái hoành đo chỗ cụ này anh em này. Đo bởi vì hoa giấy này nhiễu sinh nó là thân làm dễ thì phải đo là đo cả cụ mày bác này. Là hoành này là 32. Và cao là 40. Tàn là 70. Giá giao lưu anh em là 1,8 triệu.
Cây này là 1.800.000 bao ship toàn quốc. Cái này đóng thùng thì vậy nó hoành nó xa này á, nhẹ nhàng lắm. Và tiếp đến cây ở giữa này, anh có đánh số không? Thôi, bởi vì cuốn này chỉ có 3 cây này thôi mà. Đấy. Anh em nào đấy cứ phải chụp ảnh qua Zalo, cứ chụp ảnh qua Zalo nhá. Còn hỏi số như lúc nó vẫn nhờ. Đây cây này đây. Cây này thì là giá bao nhiêu anh? Cây này giá là 2 triệu. Và cây này củ quá mê, quá phê rồi. Rồi, giá 2 triệu. Tiếp tục cây còn lại này. Cái này thì có cái hoành nhà đo chỗ này này, chắc là được 15 cm này này. Rồi. Cao là 48 này. Tàn là cũng 69. Giao lưu với anh em cây 1.500.000. Cây này giá 1.500.000. Chờ đón vụ hoa nó bung ra màu tím đẹp lắm. Và bây giờ chúng ta di chuyển đến cây tùng kim cương này. À, đứng ngắm cái bóng của cây tùng cái dáng này chúng ta thấy cái thân nó đi hay không? Đấy. Quay ở vị trí nó hơi ngược sáng một chút. Đây. Cái chỗ này. Cái này là tùng zin hay sao? Tùng zin. Này cái hoành là 15 này. Hoành đo chỗ này là 15. Rồi. Cao là 16. Tàn 70. Giá giao lưu anh em là 2.500.000. Giá 2.500.000. Bây giờ chúng ta di chuyển đến cái lô mà cũng là những cây cần thăng bonsai mini để bàn đây. Nhiều lắm. Bên kia hôm nay anh vừa đánh số đấy. Số đến cây số 6 rồi đấy. 5, 5. Kia là 6 cây mà. Cây cuối cùng không đấy. À thế à? Thế bây giờ anh đánh cây số 6 bên này đi. Cây này cây số 6 đi. Vì cuốn video trước là đánh 5 số rồi. Đây là có 6 này, xong đến 7 này. 8 này. 9, 10, 11. Đấy. Có 10 đây nhá. Còn cây chậu kia cũng không đánh số thì thôi. Bây giờ ta đến cây thứ nhất này. Là cây số 6. Đây. Cây số 6 này. Đấy, giao lưu với anh em là 700.000 nhé. Cây này giá 700. Ô, hay nhỉ. Có cái cây tử sau tre đấy, đầu của tượng cũng được ấy nhỉ. Rất là cảnh rất thanh bình. Ngồi tư lự đây. Giá 700. Tiếp tục đến cây này. Cây thứ hai, cây mã số 7. Cây cũng 700. Bác không phải ngồi đúng không ạ? Cùng giá 700. Đồng giá anh em nào nhanh tay chốt được cây nào thì được rồi. Mã số 7 700. Mã số 8 cũng 700. Cho nên em sẽ nhất được cây 1 để bác xin được. Số 8 700. Quay được bên kia không? Đẹp lắm. Bệ bên này còn đẹp hơn. Được rồi, ok. Mã số 9 cũng 700.
gốc bể bể cuộn lên nhỉ. Bát số 10 này. Bát số 10 700 củ này. Bát số 11 450 can. Vâng. Cái này từ 700 xuống 450 can. Cái này là dòng ở chậu không cái, không đắt bằng cái tượng đúng không? Vì tượng là 3-4-500 rồi. Đây rồi đấy. Hay. Cứ để bàn trà những cây cần thăng này. Các sếp mà làm ăn muốn cần cù thăng tiến cũng là một cái ước nguyện, cái mong muốn của mình đấy. Thăng quan tiến chức, mà có chức thì có quyền, mà có quyền là có tiền, thậm chí còn nhiều tiền, rất nhiều tiền luôn. Cây mai chiếu thủy mini này các bác nhé. Cây này mít tít để bác thầy. Đấy, nhìn xinh. Rồi. Thu đã sạch rồi, cây này là cây hàng kỹ được rồi. Khoành đo cho thân này là 20, cao là 19, tàn 30. Giá báo anh nghe là 1,5 triệu. Giá 1 triệu rưỡi. Có khi phải thôi rồi, hết cái hàng đấy đi, hết cái lô đấy được. Cái tiếp theo này. Hoành được 17, cao 20, tàn 28. Mỗi một phòng làm việc anh em để cây này nó tỏa hương thơm. Cây này 1,5 triệu. Đấy, cây đẹp. 1,5 triệu, cây này đẹp này. Cây này hoành được 16 này, cao 19, tàn 30 này, giá cũng 1,5 triệu. Quá là ok nha. Gần như là cái giá đổ đồng rồi, cây nhiều tiền nhật điểm cũng cân đối để phục vụ các bác. Đây, cây này gốc bổ chị, bà mày. Cây này hoành 20, cao 18, tàn 32, giá cũng 1,5 triệu. Anh quay mặt bên kia này. Đấy. Tuyệt vời đấy. Cây cuối cùng của video đúng không ạ? Vâng. Và trước khi kết thúc cuốn này, video này chúng ta đến với một cây này nữa. Cũng là dáng trực bài luôn cả. Hoành 20. Vâng. Cao 20, tàn 30. Giá giao lưu với anh em cũng là bằng 1,5 triệu. Rồi. Và chúng ta chơi những cây mai chiếu thủy với giá hấp dẫn từ trên dưới 1 triệu. Đấy, có những cây 1,5 triệu là cao. Rất là phù hợp. Và Độ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Mặt hàng đợt này rất là phong phú. Có những cây... cây mà được các bà con xã viên từ các nhà vườn từ miền Tây gửi ra. Hợp tác xã tiếp tục đăng tải với anh em chúng ta ở những cuốn video sau.